Xin chào các bác đã quay lại kênh YouTube của The Dream High Audio. Hôm nay chia sẻ với các bác một bộ dàn Bow 5.1. Đây là bản Lifestyle 535 Series 3. Đây là bản sound tot các bác nhé. Tức là nó sẽ có cái sound tot này đi kèm này. Con sound tot này sẽ có tính năng Bluetooth kết nối mạng và chúng ta có thể chơi nhạc không dây như Spotify và điều khiển qua app của mobile được. Bộ này là của một khách Hồ Chí Minh đặt ạ. Bộ này em bán rồi. Những cái dòng này thường thường thì khách đặt thì em lấy về, vì giá tiền nó khá là cao. Bộ này mới ra năm ngoái, hãng nó bán vẫn là 99 triệu bộ này đó. Bộ này về đầy đủ tất cả phụ kiện, bao gồm cả 5 cái chân treo tường nữa. Đây, có chân lắp vào đây. Đấy, lắp lên này nó sẽ treo tường lên. Rất treo đẹp. Bộ này về với được khoảng 97% đấy, hầu như không có xê sát. Đó, các bạn nhìn, loa thiết kế rất là đẹp, nhỏ. Đây, loa center. Dòng này thì chủ yếu là chúng ta sẽ xem phim và nghe nhạc trực tuyến. Thế mạnh của nó nhất vẫn là xem phim. Con này là giải mã DTS HD. Cổng nó có cổng HDMI nhé. Ô, nhìn chúng ta nó sau này nó sẽ có này. Có rất nhiều cổng HDMI in vào, kiểu như là kết nối game hoặc là đầu phát HD hoặc là TV smart thẳng vào đây luôn này. Đây là một Bow, bộ này khá là hiếm, tại vì nó bán đắt nên là người nhu cầu khách mua nó không nhiều, nên khi hàng lướt bán ra nó không có mấy. Rất đẹp.